Vâng, xin chào anh em nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Giải trí Võ Lâm 2. Và Long đang đứng ở Thất Lọng Nha, bên server Phục Hổ. Và bây giờ thì cũng rất là muộn rồi, sắp đến 10 giờ và chuẩn bị làm nhiệm vụ thợ săn tiền thưởng. Nhưng mà chưa đến giờ, may quá chưa kịp đến giờ thì lại có anh em rủ đi TLT Thánh Nhất Tháp Anh Hùng ấy, thì là rất là nhanh. Và Long đi một tí thôi nhá, Long đi một tí thì Long sẽ quay lại review cho anh em xem. Rồi, ok, các bạn thấy đi nhanh không? Long đứng chỉ việc nhìn thôi mà Thúy Yên, Vũ Tiên cực VIP quay rất là tít và đi thật là nhanh. Vèo vèo phát đã qua một ải rồi. Và Long đã quay trở lại Thất Lằng Nhai và vào BT. Để Long vào BT cái, đây đây, để cho Long vào BT cái nào, đây. Rồi, ok, bốn nhiệm bốn em. Để tí vào làm nhiệm vụ thợ săn tiền thưởng. Thợ săn tiền thưởng, đúng rồi, ok, 10 giờ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vâng, lần đầu tiên thì Long cảm ơn mọi người rất là nhiều đã quan tâm và ủng hộ đến kênh Võ Lâm 2 của Long, và được một số bạn tin tưởng và cho vào ác, review ác là một này, và giao tài khoản cũng như là mật khẩu cho Long để vào bán ác và review cái ác đấy. Ok, thì lần đầu tiên thì Long cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các mọi người luôn vui vẻ và chơi game thật thoải mái. Và đến với video chính của ngày hôm nay thì Long có lên Facebook để có lên Facebook thì lướt qua Facebook thì tình cờ thêm một tin nhắn đã là rất là lâu, và hôm nay thì là bạn vẫn đồng ý cho Long vào ác để làm video. Và cái ác, hai cái ác đấy ở bên Linh Bảo Sơn, một ác Thúy Yên Vũ Tiên và một ác Minh Giáo, thì muốn bay cao bay xa và hạ giá và tụt quần cho anh em xem để vào. Anh em nào có nhu cầu mua ác chơi lại thì anh em mua. Và Long sẽ lên Facebook để cho các bạn xem chủ nhân của cái ác này là ai nhé. Rồi, ok, đây rồi các bạn ơi. Vâng, Long đã lên trang chủ Facebook chính thì đã nhận được một bạn tên là Thắng Tiên Sinh. Vâng, đây là ảnh avatar và ảnh đại diện một gia đình và rất là đầm ấm của bạn Bạch Tiên Sinh. À, quên 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 Thắng Tiên Sinh. Và nghe chữ Tiên Sinh tưởng là Bạch Tiên Sinh, tưởng là Gia Cát Lượng. Đây, đây là ảnh avatar của bạn ấy, một gia đình rất đầm ấm và rất là nhiều thành viên. Ok, cái link Facebook này thì tí Long sẽ để ở dưới, ghim dưới phần nhận xét ở video. Bạn nào mua ác thì hãy comment bạn ấy ngay lập tức nhé. Không phải comment cho Long mà comment ngay, nhắn tin ngay cho bạn ấy để hai bên thỏa thuận xem giá cả như thế nào. Và không nói thôi, nói nhiều nữa thì Long sẽ sang Linh Bảo Sơn ngay lập tức để gặp hai em rất là VIP của ngày hôm nay và chủ đề chính của ngày hôm nay. Đây rồi, đây rồi các bạn ơi, đây rồi. Sao lại có địa bàn mà khủng khiếp thế này?
xem nào. Chờ chờ, bạn ấy đang đào cái gì đây? Đang đào à? Đang đào nguyên liệu để chế, xem chế gì nào. Để xem chế gì đã nhá. À, đào khoáng à? Ác này đào gì? Xem lần lượt ác này đào gì. À, bạn ấy chế mũ à? Xem chế được những cái mũ gì nào. À, chế ninh đồ các bạn ơi. Chờ, bạn này ác ấy nhỉ, chế chế nón ninh đồ này các bạn ơi. Đấy, các bạn là muốn chế thì các bạn, nếu mà nhưng mà chế ngày xưa cơ mới có giá trị, bây giờ là hết giá trị rồi. Đấy, bạn ấy chế nón ninh đồ này. Đấy. À, cấp 79 này, trên nhưng mà thu thập thì rất là thấp. Và nguyên liệu của nó đây. Những cái này thì kiếm rất là dễ. Cái này nhưng mà phải học. Cái linh thạch này thì phải mua. Đấy. Những cái này thì chúng ta phải đi phó bản. Còn hai cái này chúng ta phải đào. Đấy. Nói chung là phải học chế, học lấy nguyên liệu. Và ngày xưa nếu mà học cái này sớm ấy, thì rất là có giá trị và bán được rất là nhiều tiền và vàng. Cái đào ngón ngon này nó phải rơi vào tầm chục ca vàng, trên chục ca vàng. Và bây giờ thì nó giảm xuống rồi, nó giảm giá rồi nên cũng không kiếm được nhiều đồ, cũng không kiếm được nhiều lắm, nói chung là cũng không đủ sống. Ngày xưa thì thừa đủ sống đấy. Mà thôi, không nói thôi, nói nhiều nữa nhờ. Mà chủ đề chính của ngày hôm nay chúng ta là một em Thuyên, em này em Minh Giáo này, em này em Thuyên Vũ Tiên, và hai ác này đều bán nha. Và hôm nay giá thì Long không nói giá nha, bí mật không nói giá. Và các bạn muốn biết giá thì là các bạn hãy comment chủ ác, và comment chủ ác bằng cách nào thì Long ở bên dưới phần nhận xét video thì Long có ghim Facebook của chủ ác, thì anh em vào đấy liên hệ với chủ ác và thỏa thuận hai người như thế nào. Còn hôm nay thì Long làm video một cách bệnh hoạn, hay là gọi là cái gì đó, là nói chung là tào lao tùy các bạn, nhưng mà không cho giá trước, bởi vì là cho giá trước thì các bạn sẽ rất là giật mình, bởi vì là quá là rẻ. Thôi ok, Long sẽ cho các bạn xem thông tin từng ác một nhá. Và hai ác này đều bán nha, và nó đang thuộc đều bên Linh Bảo Sơn. Anh em có dịp thì qua Linh Bảo Sơn chơi. Và trước tiên nhìn tổng thể ác thì là cái ác này thì Minh Giáo rồi, biết là Minh Giáo rồi. Tái sinh 9 cấp 94. Đấy, là nón áo quần chắc chắn là hào hiệp vô hạ rồi. Cái áo hào hiệp vô hạ thì chưa thấy, nhưng mà khả năng là bạn ấy không lấy áo hào hiệp. Để xem trong thủ khố nào, chắc chắn là có hào hiệp vô hạ đây 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 đấy. Nhưng mà đối với Minh Giáo ấy, thì là các bạn mặc áo chiến cuồng thì là đam nó sẽ cao hơn, thì đa số là anh em mà không phải ẩm huyết thì anh em sẽ mặc chiến cuồng, đam sẽ cao hơn, đi phó bản nó sẽ nhanh hơn. Vâng, gọi là chung là một set hào hiệp vô hạ và một set chiến cuồng. Bây giờ ai cày võ lâm 2 thì khởi điểm thì cũng phải có một Vinagame nó cho ba các bạn miễn phí một set chiến cuồng 19 này, và kim xà 4 cộng 9. Đấy, đấy là nguyên bản của Vinagame bây giờ nó cho anh em như thế. Và đây là nón hào hiệp vô hạ này, bạn ấy khảm xuất chiêu đá 5 và đá 4 này. Áo thì bạn ấy chữ chiến cuồng, áo hào hiệp vô hạ thì bạn ấy vứt vào trong thủ khố rồi, và bạn ấy ra khảm đá 4 này, sức mạnh tăng 28 này. Cái quần thì đá 5 này, sức mạnh tăng 35 này. Đấy, các dòng ập thì là các bạn có thể nhìn thấy ngoại công tăng 15 này, thì lệ sĩ phòng ngự nội ngoại tăng 3% này, sinh lực tăng 10 này. Cái này thì bạn ấy phòng thủ bạo kích này, phòng thì là 4% này, ngoại công tăng 20% này. Ngọc và Minh Giáo thì là cũng cái ngọc thì ninh đồ thì là cũng rất là quan trọng. Và cái ngọc xem là ngọc sức mạnh ngoại phòng này cũng được này. Sức mạnh này, nếu mà không để BK thì đi phó bản thì chỉ cần sức mạnh và nội lực tiêu hao 40% là ok rồi. Còn những dòng sinh lực tăng mấy điểm hỗ trợ ngoại phòng thì không quan trọng. Đấy là Long nó nói đang trong quá trình đi phó bản. Còn BK thì tất nhiên rồi, chúng ta phải chọn ngoại phòng tăng, phòng ngự nội hoặc ngoại phòng tăng là hai yếu tố rất là quan trọng trong quá trình BK. Còn đi phó bản thì các bạn có hai cặp cặp ngọc nội lực tiêu hao 40% hoặc là chuyển hóa sát thương thành nội lực. Đấy, nó có hai cái dòng như thế. Và cái bút của võ đăng bút Minh Giáo trận này, trận binh này thì là đây, cũng hào hiệp vô hạ bút này, bạn ấy tả khảm sát thương này,
ngoại công tăng 125 này, hai cái 125 đấy. Tín vật thì cấp 9 đấy, nhìn sơ qua thì cha 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 bạn đấy có Uẩn Ninh cấp 7 luôn, Uẩn Ninh cấp 7 nhá anh em nhá. Đấy anh em có thể xem Uẩn Ninh cấp 7. Vâng, làm nếu mà chúng ta mà chưa làm nhiệm vụ Uẩn Ninh cấp 7 thì là các bạn làm trong khoảng gần một tháng thì là mắc, ngày nào cũng làm thì các bạn chỉ trong vòng tháng là các bạn có bộ Uẩn Ninh cấp 7 rồi. Các bạn đến Thất Thần Nhai làm, và bạn nào chưa biết cách làm thì hãy xem video ở trên kênh, nó có hướng dẫn chi tiết từ lông tơ sợi chỉ là có tất tần tật, và các bạn chỉ việc vào xem và làm theo thôi. Áng này thì là có một bộ ngoại trang hồng phong rất là đẹp, trang trí bên ngoài anh em nhìn thấy không đấy, rất là đẹp này, hồng phong nhìn rất là đẹp đấy, rất là đẹp. Và con gấu manh manh này thì tốc độ di chuyển 120 và có thời hạn, có thời hạn thì không chơi đâu đúng không ạ, gọi là cưỡi tạm cho nó đẹp. Nếu mà có thời hạn thì đến hết thời hạn nó sẽ mất, nhưng mà nhìn lần đầu tiên được cảm giác trên con gấu manh manh thì nó đi xem nào, đấy cũng nhanh đấy các bạn, còn hơn là con này thì đi khá là đẹp và rất là vững chắc, còn hơn con thỏ này của Long các bạn nhỉ, nhìn nó cứ nhảy bành bành bạch bạch rất là ghét đây. Đấy anh em nhìn không, thật sự là nhìn con này thì chỉ muốn đáp đi cho nhanh, rất tiếc là Long không không có con nào khác thay thế, Long mà có con khác khác thay thế thì Long sẽ phi shop nó đi cho nhanh đấy. Mặc dù con này là vĩnh viễn nhưng mà để đi tạm vậy, nhưng mà nhìn nó ghét lắm, con này thì rất là đẹp. Vâng, đấy là về thú cưỡi cũng như là quần áo ngọc. Về con bé thì là bạn ấy lấy tăng tỷ lệ phòng ngự 4% này và tăng tỷ lệ ngoại công 10% với tư chất bé là 60. Bên cạnh đó thì bạn có một dàn văn sức cấp 1 và cấp 2. Đều là vô hạ cả, lẫn lộn tùng lùng phèo này, nên không biết là đúng hệ hay không. Nhìn nào, kim mộc hai mộc mộc mộc, cái này gọi là không đúng hệ nhưng mà bạn ấy đeo vào cho nó đam nó lên thôi, còn là về tiêu chuẩn chắc chắn là không phải. Vâng, sorry chủ ác nhé, có gì thì Long nói đấy, chủ yếu là giới thiệu cho anh em biết tận tường tận gốc cho anh em thấy được cái ác này như thế nào. Còn về mật tịch thì 3 phòng lục với 9 thành, đã tiến cấp mật tịch ngũ đinh 8 sát thương 7% và điểm vô cụ tăng 112, rất là cao các bạn, rất là cao, đã tiến cấp mật tịch. Cái này còn thiếu một dòng nữa, đó là phòng thủ bạo kích hay như nào đấy, điểm bóng, nói chung là thiếu một cái mật tịch nữa chưa luyện xong, để Long mở ra Long xem nào. Đấy còn một dòng đấy này chưa hoàn thành này, chưa luyện này đấy, nhưng mà được cái điểm vô cụ rất là ngon, ước 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 gì thì ác thì nó quyền của Long được cái dòng như thế thì Long cũng rất là vui rồi. Vâng, đấy là về mật tịch 53 vi bộ toàn tập thì cái này thì luyện không bao giờ xịt. Còn về kim sa, đây là kim sa cấp 4 và ai nhìn thì cũng biết đã dưỡng thành 11 trên 11, và xem nào, các dòng ập thì là cũng gọi là ok, cũng đạt khoảng xem nào, nó đạt khoảng 75% so với 100% thì Long nghĩ là nó đạt khoảng 70% thôi. Nói chung là ác này để đi phó bản và BK vui thì cũng rất là ok, vì minh giáo đam thì các bạn biết đấy, cực khủng, đam này để giết con boss thì rất là nhanh. Vâng, tiếp theo đó là về kinh mạch, kinh mạch thì bạn ấy tăng ở đốc mạch, đới mạch và nhận mạch thì cái này thì bên ngoại này, cái này thì về sát thương này đấy, bạn đã tăng như thế này thì là các bạn hãy xem cho kỹ, đây là kinh mạch của bạn ấy. Và trong đồ đạc thú khố thì Long kiểm tra xem có những thứ thứ, thứ gì. Kim xà cấp 5 thì chắc chắn là có rồi đây mà chưa mở khóa thôi. Kim xà cấp 5 thì kể cả bây giờ không có thì mua rất là rẻ. Úi trời ơi, bạn ấy rất là nhiều cái bảo dương tử quang này. Đấy, rất là nhiều. Tử quang cấp 5, cấp 6. Có nghĩa là bạn ấy đã đi mắc ải rồi. Ải 5, ải 6 rồi. Đấy, bạn ấy đủ một set kim xà này. Đấy, nhưng mà không mặc vào đây này, đây.
bởi vì là chưa mở thì thôi, chúng ta dùng kim xà 4 thì ngon hơn vì nó chưa mở, đam nó chưa được cao. Và bạn ấy có cái cả minh giáo tinh kỳ anh, minh giáo tinh kỳ, vâng, cái này đeo cũng rất là đẹp đấy. Các mật tịch thì rất là nhiều, đây có mật tịch kìa, đây có 4 phụ lục rồi, nhưng mà phần trăm thì hơi thấp nên mà nên bạn ấy bỏ đấy. Ngoại trang rất là đẹp đấy, ngoại trang anh em ơi. Xong án đi, xong án quần, vâng, nói chung là rất là đẹp. Đây hào hiệp vô hạ lón áo quần rất là nhiều. Trong quá trình cái sự kiện thì Vinagame nó tặng cho chúng ta một dương tha hồ mà phi shop. À có cả bạch hồng tốc độ di chuyển 120 cũng rất là, cái này thì vĩnh viễn này đấy. Hết, và trong này đến đây là hết. Cái này thì cũng không có gì. Rồi, ok, đấy là tổng thể mà Long cho các bạn xem là Minh giáo trận binh với nữ gợi cảm. Cái này là nữ khêu gợi hay gợi cảm nha các bạn nhé. Đây. Đây, chỉ dành cho nữ gợi cảm. Đấy. Đây, một em Minh giáo trận binh nữ gợi cảm cũng rất là ngon ăn. Giá cả thì là các bạn ở PM Facebook nhé. Long có để gắn ở bên dưới link, ở bên dưới nhận phần nhận xét ở video. Và hôm nay làm video mà lại lại oái âm là không cho các bạn biết giá trước. Và tiếp theo chúng ta đến một cái ác nữa. Ác này thì là cũng rất là quan trọng. Và Long xem cái ác này xem là chế những cái đồ gì nè. Từ từ các bạn để Long tí nhá. Long xem các bạn. À cái này chỉ thu thập nguyên liệu thôi chứ không chế. Cái ác này chỉ học thu thập chứ không chế. Và Long cũng cho các bạn xem luôn. Đây là một ác Thúy Vũ Tiên. Bạn này thích nữ gợi cảm ghê, toàn thấy nữ gợi cảm thôi anh em ạ. Đấy, nữ gợi cảm. Một em Thuyền Vũ Tiên cũng lón áo quần hào hiệp vô hạ, thậm chí là vũ khí cũng hào hiệp vô hạ luôn. Cái này cái quạt mình cứ gọi quen là vũ khí mà nó là vũ khí thật. Đây anh em ơi, Ngọc này, cái này thì xuất chiêu này, sức mạnh này, cái này đá 4 này, cái này đá 5 và đá 4 này, à đá là 6 và đá là 4 này. Đấy, đều là sức mạnh. Hào hiệp giới này. Đấy. Hào hiệp giới. Và bây giờ chúng ta đổi rất là dễ, hình tiêu tốn một cái thiên môn kim lệnh mà một cái thiên căn lệnh là chúng ta đổi được còn rất là rẻ. Có cái quạt hào hiệp phiến vô hạ, hào hiệp phiến thì bạn ấy đang trong quá trình đục lỗ và đã đục được hai lỗ và cản rồi. Tín vật thì cấp 9 này, dàn văn sức thì cũng như vừa nãy thì nó cũng đeo vào cho nó đủ sức mạnh, cũng chưa phải theo tuần tự nào. Về con bé thì phòng ngự này cũng giống con bé, cũng giống vừa nãy. Con bé này cấp 5, tỷ lệ phòng ngự ngoại công 10 này, và phòng ngự phần trăm 4% này. Và con gấu manh manh này thì cũng có giới hạn thời gian này, cũng di chuyển 120. Về mật tịch, về mật tịch thì mật tịch này xem nào, mật tịch này 4 phụ lục 10 thành. À chà chà, ác này được cái mật tịch ngon các bạn. Được cái mật tịch rất là ngon, 95% đã tiến cấp mật tịch. Nói chung là cũng ok đấy nha, nếu mà được mật tịch này là cũng tạm rồi. Và chúng ta luyện thêm một quyển nữa để chúng ta hỗ trợ nhau cho nó ok. Về kim xà 4 đã cộng full 12 13 và đã giữ thành 11 trên 11 và ác vâng có vẻ là các dòng tẩy thì cũng khá là ngon đấy. Vâng, cái này đạt hơn cái trước, cái này đạt khoảng đến khoảng Long nghĩ là khoảng đến 90% rồi đấy. Còn cái kia thì ác này thì các dòng ập thì không được ngon, còn ác này dòng ập thì ngon hơn, các dòng vàng xuất hiện nhiều và nó đúng, ví dụ như sức mạnh này đấy là đúng luôn ạ. Thiên Vũ Tiên này thì liên quan sức mạnh rồi, thân pháp rồi, đây nó đúng. Có một số tăng linh hoạt thì cũng được thôi, càng tốt. Gân cốt thì cũng ok. Tốc độ xuất chiêu thì cũng càng tốt, đúng không ạ? Thì Long nhận xét là nó phải vào đạt 90% của cái dòng ập ngon. Về về kinh mạch thì phái này là cũng một phái ngoại công nên là cũng chỉ tăng vào ngoại công, và bên này thì hỗ trợ, còn bên này thì tăng tỷ lệ sát thương.
Và các bạn tùy thuộc mỗi bạn thì có một cách tăng khác nhau, thì lúc đó thì nó mới phong phú. Ai cũng tăng giống nhau thì nó mất cái sự phong phú lên. Thì Long vì thế mà Long không có sự nhận xét trong vấn đề này. Mỗi người có một cách tăng riêng nhé. Nhưng mà làm sao phải là tăng nó phù hợp với ác của mình, nó theo đúng cái chuẩn cái ác của mình. Nói thế thôi, nhưng mà ác của Long cùi rất là cùi. Vì Long mua ác thì người ta nó có sẵn rồi. Long thì là chưa có xu để tẩy lại nên là Long cứ để vậy, và vì thế mà người ta mới gọi là Long cùi, và nó đi đâu cũng gọi là người cùi chán vãi. Và chúng ta thử xem trong thùng khố có những cái đồ gì nốt nào. Trời ơi, trong này rất là nhiều đồ, set chung cuồng này rất là nhiều, và Mimit phi shop thì không hết, và được vấn tình trang. Cái này set Vinagain nó tặng miễn phí cho các bạn vào ngày 14 tháng 2, ngày Valentine. Chúng ta chỉ cần làm nhiệm vụ, vài nhiệm vụ đơn giản là nó tặng cho một bộ này thôi. Rất là đẹp anh em ạ, đây rất là đẹp. Mặc lên rất là đẹp. Pin xà 5 thì có hết đủ set nhưng mà chưa dựng thành nên là bạn ấy cũng không mặc. Đấy, rất là nhiều đồ. Hào hiệp vô hạ thì cũng không mimit luôn. Chắc là chỉ để phi shop thôi. Đấy, bên cạnh đó thì bạn có 2K4 mảnh cơ quan mặc da, các bạn có thể đổi yếu yếu quyết cấp cao các bạn dùng. Còn đổi yếu quyết gì thì là các bạn phải xem nó phù hợp với ác của mình là yếu quyết gì thì các bạn đổi. Vâng, tiếp tục là một cái quạt linh đồ, quạt ba tiêu các bạn. Quạt lay gọi là quạt ba tiêu, còn cái hào hiệp vô hạ thì không giống cái ba tiêu. Long nó thích cái cộng 13 quạt chín cuồng này. Đấy, giống cái ba tiêu. Mà tôi người không thì hay đổi, hay nằm đổ, và cuối cùng phải đi mượn cái quạt ba tiêu để quạt lại cho cái núi lửa nó giảm bớt lửa đi. Rồi ok, vậy là Long đã review cho bạn tổng thể hai ác, và hai ác này giá bao nhiêu thì hôm nay thì Long không tuyên bố. Các bạn hãy nên mục đích là có bán, và mà chủ ác là rất là muốn bán, nhưng mà giá bao nhiêu thì các bạn hãy PM chủ ác ở bên dưới phần nhận xét video, Long có ghim ở dưới đấy. Hy vọng là anh em qua đó thì tham khảo hoặc là mua. Còn anh em nào không mua được thì anh em hãy xem video, gọi là cho nó vui, ủng hộ Long Cùi. Còn anh em nào mà thấy nó không hợp lý thì anh em đừng có lem đá lem gạch. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều nhé. Bây giờ là sắp sửa đến nhiệm vụ thợ săn rồi. Long phải đi làm nhiệm vụ, không không lại thì không được điểm. Thì Long cũng sắp mắc 28K điểm nó động rồi, Long chỉ nằm 1-2 ngày nữa thôi là Long mắc rồi. Và khi nào mắc thì Long sẽ úp video cho các bạn xem. Ok, bây giờ là hơi dài dòng và lôi thôi, thì Long cũng xin được video tới đây. Bye bye nhé.